Chào cả nhà. Nay anh Thỏ đi đá nhưng bên ngoại về có cho được miếng đồ ăn, mới đồ ăn em nên nay em không có mua đồ ăn, em mời cả nhà dùng bún với mấy mẹ con em luôn. Bún hả? Bún. Ăn bún đó con. Rồi mẹ gấp bún cho con nha. Con gấp cái gì? Thôi con ăn gì con gấp đi. À con ăn gì? À không ăn hả? Không. À. À mẹ đi về. Rồi con ăn đi, con ăn đi. Ừ, con ăn bún thôi, con bún thì bữa nay à, của cha hả? Hôm nay cha đi đám rồi. Cha đi đám rồi. Của cha vậy anh đang ngồi đi con. Cô cải không? Mẹ gấp cô lại cải cho con à. Không hả? À, con ăn con gấp đi. Mẹ mình cái bún xíu giờ cho em gấp. Đây mẹ gấp cho. Hả? Nha. Thầm gấp không? Mẹ gấp cho. Rồi con ăn gì? Thì em không để lấy cắt thật cái lắm nha. Em ăn thật luôn hả? Ăn dịch nè. Nhà ăn thật dịch nè. Thấy không? Thật năng không? Con ăn hả? Mẹ ăn hả? Cái bún hả? Ngon. Dịch này, dịch nó phai kìa. Ngon lắm. Ngon không? Nó là chỉ mình gấp dọc. Này hả? Cái cút cả đỏ. Có cái gì nữa? Ngon thật hả? Rồi đó rồi. Không ăn luôn hả? Nay cho đi đám dỗ. Dỗ rồi. Dỗ bên ông cấp á. Vậy hôm nay mẹ không có làm đồ ăn. Không có đi chợ gì ăn. Ăn bún cá trắng không? Ăn bún cá trắng không? Không. Bún cá trắng mọc không? Trắng được. Ngọt mà con, mình cho con miếng này ăn thử được không? Ăn được. Ăn được.
Chùi áo. Hả? Làm gì? Cái áo làm gì? Mẹ em có làm, mẹ em con làm gì làm đi. Mẹ em không hiểu. Em làm thay. Dịch nó thay ngon. Không ai, không ai thay nó không. Anh làm hết chưa? Khoai cao nó dẻo. Khoai cao dẻo ngon lắm con. Thành nhận không? Khoai cao bóng đi đũa mà con giờ mất tay vậy. Ngon. Con đi gần hồi uống nước mẹ điện. Các mẹ sao rớt đũa con. Để xếp lại. Rồi. Để đây nha. Rồi xong rồi. Nhiều mà. Đây mẹ đút con nha. Ngon hả? Giờ ăn cũng xong rồi cả nhà.
em chúc cả nhà xem video vui vẻ và mong cả nhà thương ủng hộ cho hai chồng em cho một like, chia sẻ, đăng ký để vợ chồng em có động lực làm những video tiếp theo. Bye bye.